Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bị phạt vì tung tin ông Thích Minh Tuệ xuất hiện ở Bảo Lộc. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, chiều ngày 9 tháng 10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phạt hành chính anh BNHS, sinh năm 1994, trú tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, 5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật. Trước đó, anh S đã sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều video bài viết về hai trường hợp mặc quần áo giống trang phục của ông Lê Anh Tú, tên gọi khác Thích Minh Tuệ, đang đi bộ khất thực trên đường, kèm theo thông tin thấy Minh Tuệ đang xuất hiện ở khu vực thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Qua cơ quan công an xác định thì thông tin việc ông Thích Minh Tuệ xuất hiện ở Bảo Lộc là chưa chính xác. Điều này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người dân hiếu kỳ đã phát tán chia sẻ thông tin do tài khoản anh S đăng tải, kêu gọi truy tìm vị trí để đến gặp mặt thầy Thích Minh Tuệ. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Công an thành phố Bảo Lộc xác minh, xác định thông tin thầy Minh Tuệ đang xuất hiện ở khu vực thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng là sai sự thật. Trước đó, vào chiều 31 tháng 7, ông Phạm Quốc Hoàn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, thanh tra sở này đã phối hợp với Phòng An ninh và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc với các cá nhân có dấu hiệu cung cấp thông tin sai sự thật. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai cá nhân, trong đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, báo người lao động thông tin. Theo biên bản vi phạm hành chính của thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, ông HXT, ngụ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, đến thành phố Nha Trang quay 25 video clip có nội dung sai sự thật liên quan đến sư Thích Minh Tuệ đăng tải trên kênh YouTube NSN. Trong đó, ngày 22 tháng 7, ông T đăng tải một video có tiêu đề 4 giờ sáng ngày 22 tháng 7, may mắn nhìn thấy cốc thầy Năm, chỗ sư Minh Tuệ giờ đang ở. Qua xác minh, nội dung này hoàn toàn sai sự thật nhằm câu view, thu hút sự chú ý của dư luận, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Cùng với đó, thanh tra Sở Thông tin Truyền thông cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông NVT, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Ông NVT đến thành phố Nha Trang quay và đăng tải hai clip có nội dung sai sự thật liên quan đến ông Thích Minh Tuệ trên kênh YouTube TMT. Làm việc với cơ quan chức năng, hai ông HXT và NVT đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đối với ông HXT với số tiền 5 triệu đồng. Ngoài hai cá nhân trên, các cơ quan chức năng cũng tiến hành làm việc nhắc nhở đối với 4 cá nhân đăng tải các video có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên tụ tập đông gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Các hành vi đưa thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ban Tôn giáo Chính phủ nói về việc ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, việc ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ ẩn tu đã thu hút sự quan tâm lớn, cùng với đó rất nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang dư luận. Thay vì tôn trọng quyền cá nhân ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ, nhiều người tiếp tục tìm ông và gia đình để quay phim, chụp ảnh, đăng tải các video với mục đích câu view, câu like. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, sau khi ông Thích Minh Tuệ dừng cuộc bộ hành để ẩn tu, các đối tượng chống phá đã lợi dụng điều này để xuyên tạc chính sách tôn giáo ở Việt Nam, đưa tin sai sự thật về việc phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo, bịa đặt ông Thích Minh Tuệ bị bắt cưỡng bức, buộc phải dừng việc tu tập. Mới đây, gia đình ông Lê Anh Tú đã có đơn đề nghị gửi các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội gây ảnh hưởng đến bản thân ông và gia đình. Việc tu tập thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ. Quyết định dừng bộ hành để ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ cần được tôn trọng. Nhiều người cho rằng đã đến lúc cần siết chặt công tác quản lý nội dung số, nếu không có các YouTuber, TikToker vì lợi kinh tế sẽ tiếp tục bất chấp để kiếm tiền mà không quan tâm đến hậu quả có thể gây ra cho xã hội. Nhiều ngày trước, khi đoàn người đi theo ông Thích Minh Tuệ ngày càng đông, việc tụ tập phức tạp, tiềm ẩn những nguy cơ về mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. Mặc dù ông Thích Minh Tuệ không ít lần bày tỏ mong muốn của mình, song nhiều người vẫn tiếp tục đi theo. Ông Thích Minh Tuệ khuyên, mọi người phải làm công việc của mình, không cần ai đi theo nữa, bởi vì đi theo mất trật tự giao thông, chúng tôi cũng không cần phải như thế này.
Với tình trạng người dân xô đẩy tràn ra đường, mọi hoạt động của ông Thích Minh Tuệ đều bị quay lại phát tán trên mạng. Nhiều người cho rằng sự yêu mến, hiếu kỳ cùng với mục đích kinh doanh của không ít đối tượng đã làm phiền ông. Hộ pháp Kim Cang đi theo ông Thích Minh Tuệ bất ngờ lên tiếng xin lỗi. Báo Công Thương có bài viết, hộ pháp Kim Cang lên tiếng xin lỗi và mong mọi người bỏ qua vì đã xưng là thầy trong quá trình bộ hành khất thực cùng ông Thích Minh Tuệ. Ngày 9 tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video hơn 7 phút ghi lại cảnh nói chuyện giữa hai người đàn ông với nội dung Kim Cang chính thức xin lỗi. Theo đó, một trong hai người đàn ông xuất hiện trong video là nhân vật khá nổi tiếng thời gian gần đây khi theo ông Thích Minh Tuệ đi khất thực. Người đàn ông này có vẻ ngoài dữ tợn, thường xua đuổi những người lạ mặt có ý đồ không tốt quấy nhiễu ông Thích Minh Tuệ. Do có ngoại hình khá giống với hình ảnh miêu tả của một vị hộ pháp nên được dân mạng gọi là hộ pháp Kim Cang. Trong video, người đàn ông này chia sẻ về quá khứ của bản thân, đồng thời đính chính về công ty bán đồ chơi như đã chia sẻ trước đó với cư dân mạng. Công ty của nhà Kim Cang là công ty HGL, công ty có từ 15 năm nay, chứ không phải Kim Cang đi tu mới có công ty đấy, người đàn ông này chia sẻ. Nói về việc ông Thích Minh Tuệ ẩn tu, người đàn ông này cho biết thầy Minh Tuệ giờ ẩn tu trong núi, chỉ biết là khu vực Gia Lai, an toàn tuyệt đối và thầy không có điện thoại nên không thể liên lạc được. Cũng theo lời người đàn ông này chia sẻ, sau khi trở về quê nhà ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, chính quyền địa phương đã đến nhà vận động, nếu muốn đi tu thì tu tại gia hoặc tu ở chùa, không nên mặc y áo đi khất thực theo đoàn ảnh hưởng đến giao thông trật tự xã hội. Kim Cang về vẫn giữ đủ 13 giới của hạnh đầu đà, nhưng có một giới là chưa giữ được là không ngủ ở nghĩa địa. Kim Cang về nhà phải ngủ ở nhà chứ không ra nghĩa địa ngủ được, người đàn ông này nói. Cuối video, người này chắp hai tay lên tiếng xin lỗi về việc trong quá trình đi bộ hành khất thực cùng ông Thích Minh Tuệ, trả lời câu hỏi của các YouTuber, TikToker đã tự ý xưng thầy và mong được mọi người bỏ qua, đồng thời hứa từ nay sẽ xưng con để noi gương sư phụ. Trước đây, Kim Cang bản ngã hơi cao vì buôn bán ở ngoài xã hội, không có ăn học, nói chuyện hơi thô lỗ, nhiều khi xưng thầy với mọi người. Kim Cang chỉ quen miệng chứ không có ý gì cả, xin cộng đồng mạng bỏ qua. Từ hôm nay, nếu Kim Cang gặp bất cứ ai ở trên mạng cũng như ở ngoài đời thường thì Kim Cang xin làm con của tất cả mọi người để noi gương sư phụ. Đây là lời xin lỗi chính thức của Kim Cang, trích câu nói trong video. Sau khi đoạn video được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người dùng mạng xã hội khuyên người đàn ông này nên bỏ cái tên Kim Cang và hạn chế phát ngôn để bớt tai tiếng. Mong mọi người hiểu và không nên xét nét quá. Tôi thấy như vậy là người ta cũng cố gắng và đang cố gắng loại bỏ cái tôi, cái bản ngã của mình. Chúng ta nên ủng hộ và động viên họ không nên trách giận làm gì. Hãy nghĩ đó là người thân của mình, các vị sẽ hoan hỉ hơn. Tài khoản HT bình luận. Cách đây ít ngày, người đàn ông này cũng xuất hiện trong một video review cửa hàng xe máy với nội dung Con đường tu tập dần sang trang mới. Cũng nhờ đội ngũ Facebooker, TikToker, YouTuber đã phong thầy mà giờ cuộc sống hộ pháp Kim Cang sang trang mới. Thầy kiếm tiền cũng dễ. Một clip review cửa hàng xe máy cũng bằng người ta đi làm cả tháng. Trước đó, báo Công Thương từng có bài viết hộ pháp Kim Cang theo chân ông Thích Minh Tuệ là ai? Dẫn lời người đàn ông, nhận là cháu của hộ pháp Kim Cang đã chỉ rõ việc làm của người đàn ông này đã làm khổ vợ con và gia đình. Theo đó, hộ pháp Kim Cang tên thật là DVP, sinh năm 1982, quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Anh K, người được giới thiệu là cháu của hộ pháp Kim Cang cho biết, ông P không phải là người tu tập. Người đàn ông này đi theo ông Thích Minh Tuệ với mục đích dọa đi tu để gây sức ép với gia đình bởi những việc ông này từng làm ảnh hưởng tới mọi người. Chú ấy có phải doanh nhân, doanh nghiệp gì đâu, vẫn đang thuê nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Vợ con thì vẫn đang khổ cực ở nhà, chưa có sung sướng gì. Vợ chú ấy không có công ăn việc làm, chỉ ở nhà làm may thuê, nuôi hai đứa con nhỏ. Một đứa 4 tuổi bị tự kỷ, chậm nói, khổ lắm. Bản chất chú ấy không phải cục cằn, thô lỗ đến vậy. Chả hiểu sao lại thế, chỉ khổ vợ con ở nhà.
anh Ca nói và cho biết gia đình ông P rất mệt mỏi về việc này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!